Có thể nói môi trường và sức khỏe của con người có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Khi môi trường ngày càng ô nhiễm thì số người có mắc bệnh lý về da và đặc biệt là ung thư da cũng ngày càng tăng cao. Thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân mắc các vấn đề về da liễu có liên quan đến yếu tố môi trường. Và đây là thông tin được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương đưa ra tại Hội nghị Da liễu Toàn quốc năm 2020. Cụ thể, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, mỗi ngày Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận hơn 2.000 bệnh nhân tới khám với nhiều mặt bệnh khác nhau. Gần đây, bệnh viện ghi nhận sự tăng lên rõ rệt một số bệnh nhân tới khám và được chẩn đoán mắc bệnh về da có liên quan đến yếu tố môi trường ô nhiễm. Lo ngại hơn là các bệnh lý về da mãn tính và ung thư da đang có xu hướng tăng. Bệnh tật liên quan đến môi trường, đặc biệt liên quan đến đời sống là liên quan đến một tương hỗ rất là khăng khít với nhau. Khi mà môi trường chúng ta càng bị ảnh hưởng về ô nhiễm thì rõ ràng bệnh lý chúng ta càng nặng nề, đặc biệt là bệnh lý về da. Chính vậy cho đến nay thì các bệnh lý của da liên quan đến môi trường cũng được ghi nhận là tăng cao, đặc biệt là liên quan đến kiểu da tiếp xúc do dị ứng trong hoạt động nghề nghiệp, sau hoạt động về công tác đi tiếp xúc ở trong môi trường. Ngoài ra thì trong cái hoạt động về nguồn nước rồi nguồn sinh hoạt cũng sẽ ảnh hưởng đến một đứa bệnh da. Và Bệnh viện Da Trung ương cũng đã tiếp nhận được khá nhiều trường hợp bệnh nhân có tình trạng da liên quan đến vấn đề sức khỏe môi trường. Trước thực trạng này, Hội nghị Da liễu Toàn quốc năm 2020, các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp cũng như cập nhật những phác đồ điều trị mới hiệu quả hơn cho bệnh nhân mắc các bệnh về da có liên quan đến yếu tố môi trường ô nhiễm. Bên cạnh đó, với 2 phiên toàn thể và 6 phiên khoa học do các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực da liễu chủ trì, nhiều quan điểm, phác đồ điều trị mới các bệnh về da, ung thư da, bệnh viêm da hiếm gặp cũng đã được chia sẻ, cập nhật. Việc quản lý bệnh lý về da thì cái phương pháp điều trị là hàng đầu. Và đến hàng năm thì trên thế giới thì luôn luôn có những cái phương pháp điều trị mới cũng như ứng dụng mới trong việc quản lý và điều trị các bệnh lý về da. Chính vì vậy trong cái hội nghị hàng năm sẽ có giúp cho các bác sĩ da liễu trên toàn quốc được tiếp nhận được thông tin và được các giáo sư, các tiến sĩ, những nhà khoa học trên toàn quốc được chia sẻ cũng như là giúp cho việc sau này khi mà cho người trở về địa phương có thể quản lý tốt hơn. Những năm qua, ngành da liễu đã có nhiều nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc da. Đặc biệt, nhiều bệnh da khó chẩn đoán, điều trị thì đến nay các công nghệ đã giúp cho các bác sĩ chẩn đoán, điều trị hiệu quả hơn. Trong thời gian qua thì các cái nhà khoa học của Việt Nam trong lĩnh vực da liễu, đặc biệt là của Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bộ môn Da liễu Truyền thống Hà Nội cũng đã có các cái tiếp cận với các cái công nghệ hiện đại trong thời gian qua. Và Bệnh viện Da liễu Trung ương là trở thành một trong những các trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong việc chăm sóc da trong thời gian qua. Và cái điều đó nó đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội và đặc biệt là những người có nhu cầu. Chúng ta không phải đi ra nước ngoài chăm sóc da nữa. Và việc ứng dụng các công nghệ đấy ở Việt Nam thì ngoài việc nâng cái tầm của khoa học công nghệ của ngành y nói chung mà còn nâng tầm khoa học công nghệ trong lĩnh vực da liễu. Được biết, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã khuyến khích các bệnh viện triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc cho người bệnh, đáp ứng cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.